Giới tiên tri tiết lộ, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, một đời lương thiện, ẵm phúc lộc lớn đúng cuối tháng này. Thưa quý anh chị tuổi Giáp Thìn thân mến, Giáp Thìn cứ nhớ là nếu chúng ta hy vọng, chúng ta sẽ lại thất vọng thật nhiều. Bằng một cách nào đấy, bằng một nguyên nhân nào đấy, mệnh số sẽ lại thử thách, vùi sập niềm tin. Có rồi lại mất, ổn rồi lại họa, dễ rồi lại khó, thành rồi lại tan. Vì cái đoạn trước của Giáp Thìn chính là thế, lắm pha người hại, lắm cái trời phạt, cũng lắm cảnh do bản thân Giáp Thìn tự tin vào cái khả năng của mình mà tự đẩy mình vô thế khó. Tuy nhiên, đúng cuối tháng này, Giáp Thìn sẽ có một khoảng thời gian được chữa lành, được tỉnh thức, được nhận thức rõ ràng sự vận chuyển của cuộc sống xung quanh. Đây chính là thời điểm để Giáp Thìn thực sự bước đi trên con đường với mệnh số mình đã chọn. Câu hỏi bao giờ Giáp Thìn giàu có đổi đời sẽ được trả lời ngay trong video số này. Thưa quý anh chị tuổi Giáp Thìn thân mến, có 3 tháng trăng mật kéo dài, từ tháng 9 âm lịch tới hết tháng 11 âm. Đây là 3 tháng của sự nghỉ ngơi sau một năm 2024 đầy gian truân và vất vả. Năm này coi như nháp, cũng không hẳn là vậy. Khi anh chị sống trên đời, cần hiểu trong thịnh sẽ có suy, còn trong suy sẽ có mầm của thịnh. 2024 đơn giản là một năm sàng lọc lại tất cả những hạt mầm yếu, cho Giáp Thìn vỡ ra hết những khối u hại, rồi sau đó mới dựng xây một cơ thể mới, một con người mới, một cuộc đời mới, một hành trình mới bền bỉ lâu dài trong cuộc đời của Giáp Thìn về sau. Này Giáp Thìn thân mến, anh chị còn nhớ có cái thời anh chị suy nghĩ mọi sự đơn giản chứ? Tự tin cho rằng chỉ cần mình cố là sẽ thắng, chỉ cần mình chiến là sẽ được. Bao lần vỡ òa vì nước đến chân mới nhảy, nhưng lại nhảy được rất xa. Bao lần đạt được thắng lợi nhỏ về thân mình sau khi dày công kỷ luật. Tất cả những thứ ấy có thể anh chị đã quên vì bị không gian xung quanh đồng hóa. Có thể anh chị không còn nhớ vì bị đời vùi cho suốt những năm tháng vừa qua. Nhưng đừng tự khóa lại những sự bất phàm của bản thân như vậy. Cạm cội và lầm lũi, chăm chỉ và lì đòn, thêm tính kỷ luật, cùng biết xây dựng tính toán kế hoạch, cuộc đời Giáp Thìn chắc chắn sẽ còn lật mình mà tiến xa. Tôi không quan tâm anh chị bao nhiêu tuổi, cũng chẳng quan tâm anh chị mạnh yếu như thế nào. Tôi chỉ mong anh chị luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống, tin chính bản thân mình. Việc cải vận thay mệnh sẽ chẳng khó khăn gì với Giáp Thìn cả. Một trong những điều mà thầy bói đã phán, đó là người tuổi Giáp Thìn chưa thực sự hiểu chính bản thân mình. Suốt ngày lo nghĩ cho người khác mà lại chẳng quan tâm yêu thương bản thân. Đến tuổi này mà vẫn chưa hiểu được tại sao bản thân mình vẫn mãi cực khổ thì cũng vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Dẫu biết cuộc sống Giáp Thìn cũng không dễ dàng gì, cày như trâu mà lại chẳng nhận được thành quả xứng đáng. Sống hiền lành nên luôn bị bất công chèn ép, thị phi bủa vây. Giáp Thìn ơi, đã đến lúc chấm dứt sự thống khổ này. Hãy ngồi lại và lắng nghe bản thân của mình. Xem tử vi 9 ngày tới, theo mệnh phát tài, người tuổi Thìn dự đoán chính con giáp này cũng có thể nhận ra rằng sự nghiệp của mình đang có những bước tiến triển đáng mừng. Nhị hợp mang tới điều may mắn, nếu bản mệnh có thể nhận ra và nắm bắt kịp thời thì tương lai được thăng chức, tăng lương sẽ chẳng còn xa vời nữa. Khoảng thời gian này, anh chị dần học được cách lập kế hoạch cho công việc của mình. Chính vì vậy, mặc dù có bận rộn thế nào đi nữa, anh chị cũng vẫn có thể giải quyết được công việc một cách rất tuần tự, không bị lâm vào cảnh bối rối. Phong cách làm việc khoa học của anh chị được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Mọi người xung quanh cũng không ngại giúp anh chị một tay, để anh chị có thể gặt hái được những thành công lớn lao nhanh chóng hơn nữa. Tuy nhiên, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, một số người trở nên thiếu quyết đoán hoặc hay thay đổi. Có thể những khó khăn lường trước được khiến cho anh chị trở nên do dự. Tuy nhiên, con giáp này cần cổ vũ bản thân cố gắng hơn. Bởi chỉ có cố gắng, anh chị mới có thể hoàn thiện bản thân, phát hiện ra thế mạnh của mình và gặt hái được thành công. Ở phương diện tài lộc,
mang tới cho tuổi Thìn nhiều cơ hội gia tăng tài sản, lộc lá đầy nhà. Người tuổi Thìn với khả năng chi tiêu chu đáo, lại thêm tài tinh hỗ trợ, nên nhìn nhận mọi vấn đề đều rất thực tế và thông suốt, tài vận khá sáng sủa. Được trường sinh hộ mệnh, công việc tiến hành trôi chảy thì tài lộc ắt tăng là lẽ đương nhiên. Bản mệnh bớt đi nhiều điều phiền não, tập trung tốt cho công việc của mình, lợi nhuận nhờ vậy tăng lên khá nhanh. Thêm cả thiên tài báo hiệu, bản mệnh cũng có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh trong tháng này. Có thể tận dụng lúc này tổng lực triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ, tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt, giúp bản mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận. Các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng trong tháng này để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng, dự án có lợi. Cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp, anh chị vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn lòng giúp đỡ khi khó khăn. Nhờ có tài vận ổn định, anh chị có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung, chỉ cần anh chị chăm chỉ, cần cù thì chắc chắn việc làm ăn buôn bán sẽ không tới nỗi nào. Đồng ra đồng vào là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên anh chị cũng cần tự nhắc nhở bản thân rằng làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đừng tiến hành một cách mù quáng, cảm tính mà bị kẻ xấu lợi dụng. Nhất là khi trong tháng có cả thiên cầu hung tinh hoành hành, sai một ly là có thể trả cái giá rất đắt. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, anh chị có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Nhị hắc nhập cung Đông Nam ảnh hưởng khá nhiều tới khía cạnh sức khỏe của bản mệnh. Lúc này anh chị có thể mắc các bệnh có liên quan tới đường hô hấp. Thời tiết mùa này khá khó chịu, anh chị nên thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường để bảo vệ mình khỏi khói bụi độc hại. Ngoài ra nên thường xuyên sử dụng dưỡng da để bổ sung dưỡng chất cho làn da bị khô, vì không khí thời điểm này khá hanh khô. Ngoài ra anh chị cũng có thể tận dụng khoảng thời gian này chậm lại để chăm sóc cho bản thân thông qua những buổi tập yoga, đạp xe hoặc đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì mà giữa hàng trăm, hàng ngàn video ngoài kia chúng ta lại có thể gặp nhau tại đây. Nhưng đã hữu duyên như vậy thì mệnh phát tài cũng muốn nhắc nhở quý anh chị giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng thức quá khuya. Và nếu có những áp lực hay muộn phiền gì thì đừng quên anh chị còn có mệnh phát tài ở bên cạnh. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn giữ vững tinh thần yêu đời và lạc quan. Còn phần 2 ngay sau đây, anh chị phải thật tĩnh tâm mới hiểu và đón nhận tài lộc được. Anh chị có biết vì sao không? Hãy lắng nghe nhé! Lén mua vé số, ai ngờ chúng độc đắc. Giáp Thìn sinh năm 1964, bất ngờ đổi vận, trúng số 100 tỷ. Anh chị thân mến, những năm vừa qua, cái mà Giáp Thìn đã trải qua là sự mất mát, chán trường, khổ đau và khổ cực. Lắm lúc tưởng chừng đã buông, lắm khi tưởng chừng đã nản, lắm thời điểm tưởng chừng đã chấm dứt đường đời. Nhưng dĩ nhiên khi anh chị tuổi Giáp Thìn còn ngồi đây và lắng nghe những lời này thì những tín hiệu tốt đến từ tương lai đang dần dần từ từ tiến lại. Từ giờ trở đi là lúc đại vận ập tới. Cái vận của Giáp Thìn sẽ có quý nhân nâng đỡ, có sao tốt phù trợ, có lộc thu dồn dập. Cuộc sống khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Điều này sẽ cho họ sự thịnh vượng dần lên, xứng với những công hiến mà họ đã trao đi để phấn đấu trong cuộc đời này. Nếu thực sự anh chị muốn biết cụ thể thế nào, hãy lắng nghe mệnh phát tài trực tiếp lý giải ngay dưới video sau đây. Thưa anh chị Giáp Thìn thân mến, ở đời, đằng sau bóng tối chính là ánh sáng, sau mùa đông chính là lúc xuân tới, sau khó khăn chính là lúc thuận lợi về người. Nên đừng quá bi quan, cũng đừng quá suy tư, cũng đừng quá chán nản. Cái cám cảnh về đoạn ta cống hiến nhưng không nhận lại, ta nỗ lực nhưng không có thành tựu, ta đợi chờ nhưng không thu được sự công nhận về thân, âu cũng là điều dễ hiểu trong cái đoạn vừa rồi. Giờ là lúc không cần quá phiền lòng hay bận tâm về những tàn dư của quá khứ. 3 năm qua nhìn lại đều là những tiếc nuối ngang dọc, lắm điều trăn trở. Bao lần tặc lưỡi kèm một chữ nếu,
bao lần trằn trọc cho sự biết trước mà mình lại không tuân thủ làm theo. Quá khứ là thứ anh chị không thể thay đổi, nên thay vì muộn phiền cho những gì đã qua, hãy mạnh dạn đứng lên cho đoạn thời cơ cận kề phía trước. Kẻo vài ba năm sau nhìn lại, tiếp tục trằn trở cho cái đoạn hiện giờ. Từ nay trở đi, Giáp Thìn đã được truyền vận dần lên theo chiều hướng tốt hơn. Vậy tận dụng được hay không, nắm bắt được hay không, giản đơn chỉ là do chính mình. Chỉ cần nhớ hai điều như sau. Thứ nhất, nhân tâm là thứ khó có thể đong đếm nhất, và nhân tính thường không trân trọng ta ở thời điểm ta hết lòng vì họ. Hiểu điều này để coi mọi thất bại trong tình cảm và mọi thiệt thòi trong các mối quan hệ không phải do bản thân ta không đủ tốt, mà giản đơn là do họ không đủ chú trọng nâng niu. Sau đấy, quên nó đi mà tập trung vào công việc trong giai đoạn này. Không cần biết anh chị khát tới mức nào, hay đừng hỏi ai đưa cho anh chị chai nước. Tuy chỉ đưa cho anh chị một ngụm, hoặc giả chẳng đưa, nhưng họ sẽ đi kể lể với cả thế gian rằng họ đã cho anh chị cả một đại dương bao la tới thế nào. Hiểu điều này để mặc kệ thị phi, cũng không cần quá trông chờ vào việc người sẽ đồng cảm hay cho anh chị sự giúp đỡ liền tay. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tin tưởng một số cực kỳ ít ỏi người sẽ giúp đỡ ta. Nhưng quan trọng hơn hết là tin vào chính bản thân mình, tin rằng chỉ cần ta muốn là ta sẽ làm được, chỉ cần ta chăm chỉ nỗ lực, tự thành sẽ về thân. Sau đấy thì chiến thôi. Này anh chị Giáp Thìn, với Giáp Thìn, thoát khỏi cái tháng 8 âm lịch, tức là thoát khỏi cái tháng xấu nhất, cái tháng phiền phức nhất, cái tháng cầu cắn nhất, để bắt đầu quay lại với quỹ đạo hân hoan cho cuộc đời mình. Những họa hại đâu đâu trên trời rơi xuống trong tháng vừa rồi cũng sẽ tự nó giải quyết, tự nó ra đi, không khiến Giáp Thìn thêm phiền hà. Với bản mệnh, điểm chuyển vận hơi muộn một tí, hơi trễ một tẹo. Đầu năm 2024 đến giờ vẫn thấy đen như năm ngoái, hoặc có khi còn mệt mỏi hơn. Thì từ nay trở đi, những tia sáng ban mai đã bắt đầu chiếu rọi cho Giáp Thìn trong tháng tới. Nên muộn còn hơn không, cuối cùng cũng có thuận lợi may mắn, còn hơn cứ mãi bươn chải tự thân. Không cần nói gì nhiều, vì đường bản mệnh đi đã tự quyết xong xuôi cả, vậy thì ta cứ đi thôi. Thời gian qua, cuối cùng thì mệnh phát tài cũng đã luận giải ra tháng phát tài cho bản mệnh. Anh chị hãy tận dụng thời cơ này nhé. Thời gian tới là thời điểm sự nghiệp của người tuổi Thìn lên mạnh như vũ bão, ơn trên nhắc mệnh, phất lên nhanh chóng. Tiến vào tháng có tam hợp cục nâng đỡ, thêm thiên quan và long trì ban phát uy quyền, công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn vì thế thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt nhất. Đi xa hay làm ăn hay ngoại sao đều gặp được người quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, rất dễ khẳng định năng lực, được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay, nên chủ động nắm bắt. Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, việc cũ việc mới luân chuyển hài hòa, càng mở rộng, càng nhiều không gian phát triển, tinh thần phấn chấn và hăng hái cũng sẽ khiến bản mệnh sẵn sàng mở lòng với mọi người hơn. Luôn biết lắng nghe, chịu khó tích lũy kiến thức, học thêm từ những người đi trước để ngày càng hoàn thiện bản thân. Hơn thế nữa, còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến anh chị được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ con giáp này khi cần thiết. Có điều trong năm vẫn có điểm hiềm khích thị phi do tác động của hung tinh quan phù. Đường số thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn, gây bất lợi trong công việc. Tuy nhiên, đây vẫn là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới, thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Cứ vững tin, bắt đầu những bước nhỏ, nhưng chắc chắn. Theo thời gian, hứa hẹn bản mệnh sẽ bước lên những nấc thang cao hơn, ngồi ở vị trí vững chãi hơn. Sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió. Vậy tài lộc của anh chị tuổi Thìn sẽ ra sao?
phương diện tài lộc của người tuổi Thìn sẽ có những bước tiến đáng kể vào thời điểm này. Tuy nhiên, con giáp này cần phải hết sức cẩn trọng khi đưa ra quyết định đầu tư, mua sắm. Chớ cả tin để kẻ xấu lừa gạt, gây hao tốn tài của mà không đạt được lợi ích gì. Với người làm đầu tư kinh doanh, có thể anh chị sẽ phải tốn khá nhiều thời gian xử lý không ít biến cố trong khoảng thời gian cuối năm này. Có những biến cố cần phải tốn kém tiền bạc mới có thể giải quyết. Mặc dù vậy, nhưng chỉ cần bước qua sóng gió ban đầu, con giáp này sẽ gặp được quý nhân. Tất cả những cố gắng của quý anh chị sẽ được đền đáp, thậm chí gấp nhiều lần hơn thế. Người tuổi Thìn cũng sẽ thường xuyên phải vất vả bôn ba trong công việc, hóa giải mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp hoặc chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ. Song kết quả thì chưa được như ý muốn. Tuy nhiên cũng chớ vội nản lòng hoặc bỏ cuộc, bởi có thể anh chị phải chờ một khoảng thời gian nữa mới nhận thấy những công sức của mình bỏ ra trước đó đều không hề uổng phí. Với những người làm công ăn lương, cần cố gắng tập trung làm tốt nhiệm vụ được phân công, chớ nên phân tán sự chú ý, gây ra những sai lầm đáng tiếc. Nếu mắc phải lỗi sai, nhẹ thì bị khiển trách, nặng thì bị phạt tiền, gây ra phiền phức cho tập thể, khiến mọi người có cái nhìn không tốt về quý anh chị. Nguyệt lệnh Lâm Tử khuyên tuổi Thìn không nên lẳng lặng quyết định mọi chuyện một mình, để hạn chế những sai sót có thể xảy ra. Bạn mệnh cần phải cẩn thận cân nhắc. Anh chị cũng nên trao đổi với lãnh đạo hoặc những người mình thực sự tin tưởng. Việc trao đổi ý kiến có thể giúp mở ra một lối đi mới, hứa hẹn hơn nữa ở tương lai. Tài lộc của người tuổi Thìn hưng thịnh kéo theo tình duyên thuận lợi, các mối quan hệ được khởi sắc. Đường tình duyên của người tuổi Thìn độc thân có dấu hiệu phát triển rực rỡ trong thời điểm này. Bản mệnh hoàn toàn có thể tìm được một người phù hợp với tiêu chí mà mình đặt ra từ trước. Hai người nhanh chóng tiến tới một mối quan hệ gần gũi hơn. Thái dương cát tinh cho thấy ngoại hình nổi bật và phong cách ấn tượng sẽ giúp anh chị dễ dàng thu hút được ánh mắt của nhiều người khác giới. Đi tới đâu, tuổi Thìn cũng có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vì vậy, việc con giáp này nhận được nhiều lời ngỏ ý làm quen, kết bạn là không thể thiếu. Tuy nhiên anh chị chớ nên vì sợ cô đơn hoặc quá dễ dãi phát triển quan hệ với tất cả mọi người. Hãy chỉ dành thời gian cho những người thực sự nghiêm túc với mình. Như vậy thì mới tránh được nhiều rắc rối và tổn thương tình cảm trong tương lai. Đáng tiếc là người lập gia đình lại không thể được may mắn như vậy. Thiên Siêu và Thái Dương cùng chiếu mệnh khiến bản mệnh trở nên quá nổi bật. Dù đã có vợ có chồng nhưng vẫn không ngừng nhận được lời mời làm quen từ người khác phái. Bản mệnh cần chú ý giữ mình trong các mối quan hệ xã giao, tránh để lời ra tiếng vào gây ảnh hưởng tới uy tín của bản thân và hạnh phúc gia đình. Hãy biến những mối quan hệ ấy thành bạn bè, đối tác, khách hàng, giúp công việc phát triển thêm phần thuận lợi trong thời gian gần. Nhưng anh chị cũng đừng lo lắng, chồng gái trước mắt rồi sẽ sớm qua nhanh thôi. Nếu đang cảm thấy thỏa mãn thì tuổi Thìn hãy dừng lại ngay, vì vận sức khỏe của bản mệnh sẽ cắm thẳng đầu xuống nếu không chú ý điều này. Ở giai đoạn này, luôn có bạch hổ hung tinh rình rập, cảnh báo tuổi Thìn về vấn đề đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải gây chảy máu thương tổn. Ngoài ra nam mệnh tuổi Thìn chú ý các vấn đề liên quan tới tim mạch, đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá. Những tác nhân khiến những ai đã sẵn bệnh nền ngày càng suy yếu hơn. Nữ mệnh tuổi Thìn chú ý các vấn đề liên quan tới tiêu hóa như chứng đau dạ dày, tiêu hóa kém, đầy bụng khó tiêu. Thiên Nguyệt chủ ốm đau bệnh tật xuất hiện, mang theo nguy cơ bệnh cũ tái phát, bệnh mới bùng phát. Vì thế hãy chú trọng hơn nữa tới việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ đau yếu. Ngoài ra anh chị cũng nên chú ý chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tự tạo áp lực tinh thần cho chính mình, đề phòng những bệnh có liên quan tới hệ tiêu hóa. Cũng nên dừng ngay việc thức quá khuya, ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn. Đó là nguyên nhân chính khiến cơ thể bản mệnh tích tụ bệnh tật, giảm sức đề kháng và có nguy cơ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Sau đây là một số lời tiên tri cho nam mệnh và nữ mệnh. Phần này cực kỳ quan trọng, anh chị không nên bỏ qua. Thái Ất Tử Vi 2024 cho tuổi Giáp Thìn nam mạng.
quý ông tuổi Giáp Thìn có cách ứng xử khôn khéo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm khi giao tiếp với mọi người, thích hợp làm những ngành nghề có liên quan tới ngoại giao, ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài có thể sẽ hấp dẫn quý ông. Vì thế mà ước vọng cũng mau thay đổi. Quý ông chỉ thích làm những công việc tự do, sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích, chứ không thể nào tuân theo khuôn mẫu, mực thước. Tuổi trẻ lắm gian truân, phong trần, nhưng không tới nỗi thân khổ cực, cứ liên tiếp lên cao rồi xuống thấp. Nay vui, mai buồn, tiền bạc cũng có lúc xài phù phê, nhưng cũng có lúc phải trắng tay, không có một xu dính túi. Tuổi xanh cho mạng, bên cạnh khó khăn, luôn xuất hiện cơ hội may mắn. Nếu xanh vào mùa đông, xuân, đa phần đều được an nhàn sung túc. Cũng có lúc nở mày với đời, nhưng công xanh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền trung vận. Bây giờ, đã bắt đầu vào vận cuối, sóng gió tạp yên, chính là thời gian thuận lợi để xây dựng sự nghiệp. Đa phần tuổi Giáp Thìn có những rối rắm về tình duyên, càng đi sâu vào hậu vận, đời sống đi vào nề nếp, tuổi già được nhiều phước đức, con cái nên danh. Sơ lược nam mạng sinh năm 1964, Giáp Thìn. Tướng tinh con đời ươi, con dòng huỳnh đế, cô quạnh. Mạng bích thượng thổ, tức đất trên tường. Có sao thái bạch chiếu mệnh, hào tài ốm đau, hạn toán tận, gây nhiều trở ngại va vấp. Vận niên trong năm là ngưu canh điền, tức trâu cày ruộng, tốt. Nên xuất hành vào ngày mùng 1 Tết từ 3 giờ tới 5 giờ sáng theo giờ địa phương, đi về hướng đông để đón tài thần. Màu sắc hợp là màu đỏ và màu vàng, kỵ màu đen và màu xanh. Giờ đây tuổi cũng đã cao, sự nghiệp không còn quá quan trọng mà chỉ là nối tiếp theo công việc cũ. Cái quan trọng nhất lúc này là sức khỏe. Sức khỏe tốt thì chúng ta mới có thể làm được nhiều việc. Thái âm tử vi xin gửi tới quý ông một vài sao hạn, vận thế trong năm có ảnh hưởng tới sức khỏe gia đạo. Những buồn vui trong tình cảm để quý ông tham khảo. Vận mạng người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm 2024 như thế nào? Năm nay quý ông gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, bổn mạng dễ bị hao tài, rối rắm, ốm đau khi gặp hung tinh này. Sao Thái Bạch thuộc hành kim, đối với mạng thổ, quý ông không có gì trầm trọng, hao tốn cũng không đáng kể, đi xa làm ăn có tài lợi. Hạn gặp toán tận, thường bị tai tiếng rối ren, sẽ gặp nạn tai, xui rủi. Về tứ trụ, với thiên lợi địa hòa, công việc làm ăn có nhiều thuận lợi, khó khăn cũng có quý nhân giúp đỡ, mưu sự dễ thành. Gia đình tình cảm cũng tương đối ấm êm, không có thay đổi đáng kể. Vận niên ngưu canh điền, làm việc thường phù hợp với khả năng, môi trường sống và làm việc phù hợp, làm nhiều ăn nhiều, hợp với công sức bỏ ra. Phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành để luận giải, năm nay can mậu thuộc xương, ngũ hành hợp hỏa, trung vận là thái trùy, hỏa vận là thái quá. Đối với quý ông mạng thổ, gặp năm hỏa, có nhiều lợi ích, công danh sự nghiệp có phần tăng tiến. Bản thân dù có khó khăn ốm đau cũng mau vượt qua. Sao hạn có phần kém khuyết, nhưng không trầm trọng, được vận niên và vận thời khá tốt, công việc làm ăn cũng như gia đình tình cảm có phần hưng vượng. Tuy nhiên, đừng nên khởi quá nhiều tham vọng, thành quả tạo được cũng khó bền. Nên tiếp nối công việc đang làm, thu nhập dễ dàng và có nhiều hay ít tùy thuộc vào công sức đã bỏ ra. Có thể nói, đây là năm khá tốt đối với quý ông. Về sự nghiệp và tài chính, xét về mặt tử vi, tiểu vận đi vào bại địa, bất lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có thể chiêu cảm các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây nên. Đại hạn 10 năm từ 42 tới 51 tuổi, có lộc, quyền, công danh sự nghiệp vượng tăng. Tiểu vận xấu nhưng được ảnh hưởng tốt của đại hạn sẽ giảm được phần nào khó khăn. Cung hạn có Long Đức, Thiên Đức, Thiên Quan, Thiên Phúc là những quý tinh mang tới may mắn. Trong khó khăn có quý nhân giúp đỡ, công danh tài lộc nhiều phần thuận lợi. Với quan phù, quan đới nên cẩn thận hồ sơ, giấy tờ, tránh gây gổ, tranh chấp, có thể phải ra tòa, có nhiều bất lợi và cũng khó khăn. Tiểu hao cư hạn, nếu không xa nhà, đổi chỗ ở thì cũng bị hao tốn tiền bạc, thất thoát vì bị lừa gạt hay bị sang đoạt.
cung mệnh có tang môn, địa trì, địa táng, cuộc sống gặp nhiều rối ren bất lợi, bản thân cũng dễ bị bệnh nạn, gây trở ngại cho công việc làm ăn. Mệnh có các sao này nên cẩn thận, cư xử mềm mỏng, uyển chuyển. Nếu có thể chịu đựng thiệt một ít, nên để yên, cũng nên làm để có được điều tốt đẹp. Về mặt tài chính, với tiểu hao tọa, đại hao chiếu, hao tốn tiền của, dù làm nhiều cỡ nào cũng sẽ ra đi hết. Nếu biết sử dụng cho gia đình, giúp đỡ những người nghèo khó thì đồng tiền tiêu hao chính đáng, có lợi về sau. Bỏ tiền vào các cuộc vui chơi, đen đỏ thì ân hận, gây nợ nhiều, tiền mất tật mang, không có lợi ích gì, lại gây hại cho tinh thần. Về mặt tình cảm, năm nay gặp hạ thiên la, tinh thần vướng bận, dễ sinh rối rắm về tình cảm, lại thêm vân hớn chiếu mạng, gia đạo có nhiều chuyện phiền toái bất an. Tử vi có hao, kỵ, tuế, gia đình có người ốm đau, hao tốn, tiền bạc khó khăn, vợ chồng dễ sinh bất hòa, phiền trách lẫn nhau. Hạn có điếu khách, tiểu hao câu hội, nên hạn chế các cuộc vui chơi, nhất là cờ bạc đỏ đen, bởi cờ bạc nợ nần sẽ làm gia đình lâm vào cảnh túng thiếu, vì thế mà khiến tình cảm vợ chồng chia ly, sinh ra cãi vã, bất hòa, ảnh hưởng tới con cái một phần không nhỏ. Với Long Mã, Long Hỷ, chỗ ở hay nhà cửa có thể đổi thay, vợ chồng cũng nên sinh thêm cháu bé. Đứa con sinh năm này sẽ không hợp với cha, lớn lên có nhiều bất đồng, xung khắc, đồng thời với tang, điếu, tuế, gia đình có người thân bị tai nạn hay có tin buồn. Tuy nhiên ở tuổi này của Giáp Thìn thì việc sinh con là không khả thi và cũng không nên, do tình hình sức khỏe không phù hợp và cũng không được khuyến khích, nên chú ý. Quan hệ bạn bè có nhiều bất lợi, dễ sinh cãi cọ, bị bạn bè đâm sau lưng hoặc cũng có việc làm cho hao tốn tiền bạc. Đối với quý ông độc thân, năm nay có nhiều rối rắm, quan hệ tình cảm có nhiều xung đột, bị tai tiếng thị phi. Hạnh phúc thì ít mà muộn phiền thì nhiều. Nếu đã có ý trung nhân, muốn lập gia đình mới, hãy mạnh dạn tiến tới, vì năm nay không quá tốt nhưng cũng không có điều kiêng kỵ. Khai trương, nhận việc, xuất hành nên chọn giờ chẵn, ngày chẵn, tháng lẻ, mọi việc sẽ được thuận lợi hơn. Về sức khỏe, năm nay can chi khá tốt, ốm đau lặt vặt, nhưng sao hạn không hay, cần đề phòng tai nạn và bản thân dễ bị rối loạn tinh thần. Lái xe cẩn thận, bổn mạng bất an nhưng không nguy. Những điều lưu ý trong năm: mùa xuân, tháng riêng, tháng 2, cẩn thận giấy tờ, sổ sách, có chuyện buồn, gặp rắc rối, hao tài. Tháng 3 gặp may mắn và tài lộc khá. Mùa hạ, tháng 4, tháng 5, nhiều sự giúp đỡ, công việc tăng tiến, tài lộc khá. Tháng 6, gia đình có chuyện tốn hao. Mùa thu, tháng 7, toàn tính có kết quả, hao tài, gia đình có hỷ sự. Tháng 8, tháng 9, gia đình có tin buồn, công việc bình thường, phòng tai nạn, hao tốn. Mùa đông, tháng 10, tháng 11, có nhiều tin vui, tài lộc khá, công việc tiến triển tốt. Tháng 12, hao tài, gia đình ấm êm, có dịp giúp đỡ bà con. Tiếp theo là Thái Ất Tử Vi năm 2024 cho tuổi Giáp Thìn, âm nữ. Quý bà tuổi Giáp Thìn là người có nếp sống mẫu mực, tôn trọng truyền thống, nề nếp gia đình, không thích sự xáo trộn nên dễ trở thành người vợ hiền, mẹ quý của gia đình. Với sự cố gắng chuyên cần, chăm chỉ trong công việc làm ăn, cũng như tâm ngay thẳng, đứng đắn, luôn giữ chữ tín, nên được nhiều người tin cậy, dễ thành công trên đường đời. Tuy nhiên vì thiếu đi sự linh hoạt trong ứng xử nên không dám gánh vác trách nhiệm, khó giữ chức vụ cao và đồng thời cũng bỏ qua nhiều cơ hội tiến xa. Đa phần tuổi Giáp Thìn sinh vào mùa hè, mùa thu, cuộc đời có nhiều rời đổi, thăng trầm, phải tha phương thì mới có thể lập nên sự nghiệp. Quý bà có tấm lòng tốt, ngay chính và biết giúp đỡ kẻ nghèo khó nên cũng gặp nhiều may mắn. Trời xanh lộc cho người hữu phước, cho kẻ có lòng và cũng là nhân quả hiện tiền, chẳng bao giờ sai chạy. Hậu vận có nhiều thành tựu, tuổi già an nhàn, phú túc, gia đình hạnh phúc, con cái nên xanh. Sơ lược về nữ mạng sinh năm 1964, Giáp Thìn. Tướng tinh con đời ươi, con dòng huỳnh đế, cô quạnh. Mạng bích thượng thổ, tức đất trên tường. Có sao thái âm chiếu mạng,
mang tới may mắn, danh lộc tốt. Hạn huỳnh tuyền, đề phòng các bệnh nặng. Vận nên ngưu canh điền, tức trâu cày ruộng, tốt. Nên xuất hành ngày mùng 1 Tết từ 3 giờ tới 5 giờ sáng theo giờ địa phương, nhằm đi về hướng đông nam để đón tài thần. Về màu sắc hợp là màu vàng và màu đỏ, kỵ màu xanh và màu đen. Giờ đây tuổi cũng đã cao, sự nghiệp không còn quá quan trọng nữa, mà chỉ là nối tiếp công việc cũ. Cái quan trọng nhất lúc này là sức khỏe. Sức khỏe tốt thì chúng ta mới có thể làm được nhiều việc khác nhau. Thái Ất Tử Vi xin gửi tới quý vị một vài sao hạn, vận thế trong năm có ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đạo, những buồn vui trong tình cảm để quý bà tham khảo. Thứ nhất, vận mạng của người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 nữ mạng trong năm Giáp Thìn như thế nào? Năm nay, quý bà gặp sao Thái Âm chiếu mệnh là sao may mắn, giúp vận chủ có nhiều may lành, công việc gặp thuận lợi, được người giúp đỡ, tài lộc dồi dào. Sao Thái Âm thuộc hành kim, đối với mạng hỏa của quý bà sẽ vượt qua trở ngại nhưng cũng có phần tốn hao. Gặp hạn huỳnh tuyền, quý bà nên quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn, có thể lâm bệnh nặng hoặc tai nạn bất ngờ. Về tứ trụ, với thiên lợi địa hòa, cuộc sống nhiều phần tốt đẹp, công danh tài lộc thăng tiến, mưu sự dễ thành, tính toán việc gì cũng sẽ đạt được kết quả tốt, gia đạo an bình, nhiều niềm vui. Vận niên ngưu canh điền, quý bà đang sinh hoạt trong môi trường thuận lợi, công sức bỏ ra xứng đáng với lợi tức thu vào, có làm có hưởng. Phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành để luận giải, năm nay can mậu thuộc dương, ngũ hành hợp hòa, trung vận là thái trùy, hỏa vận thái quá. Đối với quý bà mạng thổ, gặp năm hòa, có nhiều lợi ích cả về sức khỏe lẫn tài lộc. Về sự nghiệp và tài chính, sao hạn yếu kém, cuộc sống khó tránh khỏi cảnh rối ren, hào tài, tai tiếng, nhưng nhờ được thiên thời, sẽ có nhiều cơ may để quý bà hóa giải những điều rối rắm do sao hạn xấu gây nên. Được vận niên khá tốt, quý bà có cơ hội chuyển đổi cuộc sống, nhưng bản thân cần suy nghĩ thấu đáo và có thái độ dứt khoát khi thực hiện ý định của mình. Có thể nói, đây là năm có nhiều sao động, có ảnh hưởng lớn tới tương lai, xấu hay tốt đều do chính quý bà lựa chọn. Xét về mặt tử vi, đại hạn 10 năm, từ năm 2 tới 61 có nhiều biến động cuộc sống. Niềm vui thì ít, nỗi buồn thì nhiều. Tiểu hạn đi vào sinh địa, có lợi về mặt danh lộc lẫn phúc thọ. Dù công việc đang lâm vào tình cảnh khó khăn, dù sức khỏe có lâm vào bệnh hoạn thì năm nay vẫn sẽ có sự thay đổi tốt đẹp hơn. Tọa cung tiểu vận có phá quân ngộ tuần, triệt, làm cho cuộc sống trở nên bình yên. Vì phá quân là một hung tinh, đã hóa giải bởi năng lực của tuần và triệt. Đáo hạn có lòng đức khoan phù, lộc tồn là những quý tinh, tài tinh mang tới may mắn, tài lộc dồi dào cho mệnh chủ. Đây là những vì sao tượng trưng cho những quý nhân giúp đỡ quý bà từ việc hóa giải những khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Tử vi có tuần, triệt tại ngọ, mùi, chứng tỏ quý bà được nhiều người quý mến, quan tâm, sẵn sàng tiếp tay giúp đỡ khi khó khăn. Cùng mệnh có điếu khách, thiên cầu, bát tọa. Đây là năm mà quý bà còn phải bôn ba, giày đây mai đó, không có định hướng rõ ràng cho cuộc sống từ công việc làm ăn cho tới gia đình. Nếu có cơ hội đi làm ăn xa, sẽ có lợi hơn, nhưng phải đề phòng kẻ xấu lừa gạt gây mất mát không nhỏ. Có thể lâm vào tình trạng thiếu hụt, tâm tư phải lo lắng nhiều. Về tài chính, nên cẩn thận, đừng mưu sự lớn, đừng xuất vốn đầu tư, và nhất là đừng hùn hạp, hội hè có thể bị trắng tay vì đại hao lưu chiếu. Tuy nhiên, số của quý bà có được thiên lộc, mất mát này lại có mặt khác bù vào, lộc tài không thiếu. Tóm lại, về mặt sự nghiệp, đây là năm tương đối yếu kém, an phận thủ thường để bảo toàn tài lộc cũng như là điều thắng lợi trước vận thế hư hao. Về mặt tình cảm, năm nay công việc cũng như gia đạo có nhiều xung đột, rối ren, thành bại đan xen, tình cảm cũng thay đổi thất thường. Dù sao, đã đi gần tới tuổi lục tuần, sự bất hòa, khắc khẩu giữa vợ chồng đã giảm nhẹ đi. Quý bà là người lo lắng cho gia đình, nhưng thiếu ngọt ngào trong lời nói, cuộc sống cũng thiếu vắng đi sự ấm êm. Với đường phù,
Kỳ thần hội chiếu, quý bà có nhiều niềm vui về nhà cửa được khang trang hay tân lập. Con cái thành tựu về sự nghiệp công danh làm cho quý bà thêm phần hãnh diện. Lại thêm hỷ phượng tử la hội chiếu, gia đạo có nhiều tin vui mừng, có nhiều người lui tới chia sẻ, cuộc sống tăng phần sinh khí, hưng vượng nhiều mặt. Đối với tang môn, bạch hồ lưu chiếu, quý bà sẽ gặp phải vấn đề buồn tuổi trong gia đình, có người rời xa, mất mát. Quan hệ với bà con hay bằng hữu khó có thể tránh khỏi tai tiếng thị phi. Với đà, tuế, đồng cung thường sinh nhiều bất ổn. Đối với quý bà đang trong tình trạng độc thân, năm nay cũng có nhiều điều trái lòng, nghịch ý do người thân gây nên. Quan hệ với người mới nên dè dặt, dễ bị hiểu nhầm hay mang tai tiếng. Khai trương nhận việc, xuất hành nên chọn giờ lẻ, ngày chẵn, tháng lẻ, mọi việc sẽ được thuận lợi hơn. Về sức khỏe, năm nay sao hạn không tốt, cần quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe. Có thể bị các bệnh về đường huyết máu, tim mạch và các chứng nhức đầu, chóng mặt. Đừng nên quá chạy theo công việc, sinh lo lắng buồn phiền, bệnh càng thêm nặng. Lái xe chú ý cẩn thận, bổn mạng vững vàng, ốm đau cũng nhẹ qua. Những điều cần lưu ý trong năm. Mùa xuân, tháng riêng và tháng 2, công việc có sự thay đổi, có thể đi xa, tài lộc kém, phòng bệnh nạn. Tháng 3, công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tài lộc gia tăng. Mùa hạ, tháng 4 và tháng 5, có đi xa hay thay đổi chỗ ở, chỗ làm, sức khỏe yếu kém, tài lộc hao tán, phòng tai nạn. Tháng 6 có lợi về nhà cửa đất điền, có uy tín trong công việc, có may mắn, được nhiều người giúp sức, tài lộc dồi dào. Về mùa thu, tháng 7 và tháng 8 có nhiều thành tựu, khó khăn đã vượt qua, có đau ốm cũng bình phục, phòng tai nạn, danh tài hưng vượng, có dịp giúp đỡ bà con thân tộc. Đừng nghe theo lời hồn hạp, giao dịch tiền bạc sẽ bị kẻ xấu lợi dụng hay lừa gạt. Tháng 9, nhiều may mắn, tài lộc tăng cao. Phòng ốm đau đường ruột, bao tử, cẩn thận giấy tờ. Mùa đông, tháng 10, 11, không nên làm việc lớn, việc nhỏ dễ thành, tài lộc khả quan, bị tai tiếng, có tranh chấp, nhiều lo âu, buồn bực, tiền bạc hao tổn, sức khỏe suy giảm. Tháng 12, có của hoạnh tài hay công việc dễ thành, thu lợi lớn, mưu sự trở ngại ban đầu, về sau hanh thông. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được, lén mua vé số bất ngờ, ai ngờ trúng độc đắc, tuổi Giáp Thìn 1964, bất ngờ đổi vận, trúng số 100 tỷ. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn gửi gắm tới quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và lắng nghe lời Phật dạy về giá trị con người để biết nên hướng tới điều gì. Thứ nhất, giá trị đích thực của con người. Con người khi tồn tại trên cuộc đời cần khẳng định bản thân, tìm ra mục tiêu và giá trị cuộc sống cho chính mình. Trong vài chục năm nhân sinh ngắn ngủi, ai ai cũng nỗ lực để tìm ra thước đo mà mình mong muốn, từ đó phấn đấu để hoàn thiện bản thân theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Người tìm ra mục đích đúng thì hướng đi sẽ đúng. Có người coi nhan sắc là thước đo nên ra sức làm đẹp, ra sức phẫu thuật thẩm mỹ để mình rạng rỡ hơn, hoàn hảo hơn. Theo đuổi cái đẹp không xấu, nhưng cái đẹp chân chính là cái đẹp phù hợp với thời gian. Con người già đi thì dung nhan cũng theo đó mà đổi thay. Không một ai có thể mãi mãi tuổi 20 nên thước đo này chỉ nhất thời là phù phiếm. Ví như tình anh chị em chân tình, tình yêu sâu sắc, tình thân ấm áp hay trí tuệ, sự lương thiện, vân vân đều không thể trả giá bằng tiền. Con người trên thế giới này sống với nhau, không sống với tiền. Có người lại hướng tới địa vị, danh vọng, và người càng ở vị trí cao thì càng có giá trị. Sai lầm với người con thì người cha người mẹ có giá trị hơn là một chủ công ty lớn. Với người đau khổ thì người có thể chia sẻ an ủi có giá trị hơn một lãnh đạo cao cấp. Anh chị giỏi giang thành công nhưng chưa chắc đã là người có giá trị. Vậy thang đo chân chính trên đời này là gì? Lời Phật dạy về giá trị con người nhấn mạnh tầm quan trọng của đức hạnh,
phẩm chất đạo đức cao đẹp, nhan sắc phai tàn, tiền tài lúc có lúc không, địa vị không theo tới suốt đời, chỉ có phẩm hạnh là thuộc về mình, được bồi đắp và nâng cao hàng ngày. Dù già hay trẻ, giàu hay nghèo, quyền cao hay thường dân đều không ảnh hưởng. Người có đức hạnh thì tiền tài không thiếu, bởi lương tri tạo ra vật chất, cảm thấy đủ tức là đủ, tiêu đồng tiền chân chính, không phải lo sợ mất ăn mất ngủ. Người có đức hạnh ắt có chức vị, ít nhất là chức vị trong như lòng của những người xung quanh, được kính trọng và yêu mến. Con người gắn kết với nhau từ lương tâm, từ những thấu tình đạt lý, từ tình cảm. Đó là mối dây bền vững nhất, chắc chắn nhất, tuy mỏng manh nhưng lại vô cùng dẻo dai. Thứ hai, phương pháp để đạt được giá trị. Giá trị của một người có sẵn từ khi sinh ra, bởi nhân chi sơ, tính bản thiện. Lòng thiện chính là giá trị cao nhất, nguyên bản nhất. Qua ngày tháng, lòng thiện được bồi đắp thêm từ các đức hạnh tốt đẹp khác, để ngoài thiện còn có trí, có dũng, có tín, có nghĩa, có lễ. Và chung quy lại, Phật dạy về đức hạnh chính là dạy về cách trưởng thành đúng hướng. Sự thông thái là một món quà lớn nhất mà tự nhiên ban tặng cho loài người. Rất nhiều người đã không biết nhận lấy nó. Muốn có sự thông thái phải chịu khó học tập. Càng học hỏi nhiều, càng tích lũy được nhiều kiến thức, con người càng hiểu biết, mở mang, nhận ra đâu là đúng, đâu là sai. Người có đức hạnh sẽ có trí tuệ, cao hơn một bậc so với người vô minh. Người đau khổ nhất là người thiếu đức hạnh, người nghèo khổ nhất là người vô minh. Khi trong đầu không có kiến thức, trong lòng không có thiện lương, trong người không có dũng khí, thì sự tồn tại trên đời chỉ khiến bản thân chán nản, người khác không nhìn nhận mà thôi. Lời Phật dạy về giá trị con người không hô hào bất cứ ai phải khẳng định mình một cách to tát phô trương, mà chỉ cần tự săn mình, tự sửa mình, tự tu tập và hướng tới những giá trị chân chính, thì dù không phải lên tiếng, tất cả mọi người cũng đều phải quan tâm tới sự có mặt của mình. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì mà giữa hàng trăm, hàng nghìn video ngoài kia, chúng ta lại có thể gặp nhau tại đây. Nhưng đã hữu duyên như vậy, thì mệnh phát tài cũng muốn nhắc nhở quý anh chị giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya quá. Mệnh phát tài rất mong rằng có thể nhận được sự ủng hộ từ quý vị bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh miễn phí và nút chuông thông báo ngay bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Quý vị cũng có thể để lại những bình luận góp ý xuống phía bên dưới. Chúng tôi sẽ cải thiện dần theo những video số tiếp theo. Và nếu có những áp lực hay muộn phiền gì thì đừng quên anh chị còn có mệnh phát tài ở bên cạnh. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời. Còn phần 2 sau đây, anh chị phải thật tĩnh tâm mới hiểu và cảm nhận được tài lộc. Anh chị có biết vì sao không? Hãy lắng nghe nhé!